Hoàng Anh trân trọng kính chào quý khán giả đến với kênh Culture Channel, kênh tin tức Canada và thế giới do tạp chí Culture thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin thế giới trong bản tin tối thứ tư ngày 10 tháng 4 với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, lạm phát Mỹ bất ngờ gia tăng và chứng khoán tụt điểm. Chứng khoán Mỹ đã tụt điểm rất mạnh vào hôm thứ tư ngày 10 tháng 4 sau khi dữ liệu lạm phát tháng 3 cao hơn dự trù, theo CNN, chỉ số Dow Jones mất 534 điểm, tương đương 1,4%. Chỉ số S&P 500 đã giảm 1,2%, còn Nasdaq Composite sụt 1,1%. Giá cả tiêu dùng của Mỹ trong tháng 3 đã tăng lại, tăng 3,5% so với tháng 3 năm ngoái, theo chỉ số giá tiêu dùng mới nhất được cơ quan thống kê lao động BLS công bố hôm thứ tư. Mức tăng đó cao hơn đáng kể so với mức tăng 3,2% hồi tháng 2 và là mức tăng hàng năm cao nhất trong 6 tháng qua. Và mặc dù giá xăng và chi phí nhà cửa chiếm hơn một nửa trong mức tăng đó, nhưng giá cả hồi tháng 3 tăng ở hầu hết lĩnh vực chính. Cơ quan thống kê lao động BLS cho hay, nhà đầu tư đang lo ngại lạm phát cao hơn dự trù hồi tháng 3 sẽ khiến cho ngân hàng trung ương tức là Fed hoãn giảm lãi suất. Trước đây Fed tỏ ý là sẽ giảm lãi suất trong năm nay, hiện tại lãi suất của Fed là 5,25% đến 5,5%, cao nhất trong hơn 20 năm. Sau khi cơ quan thống kê BLS công bố lạm phát mới nhất, chỉ có 15% nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 6. Theo CME FedWatch, chỉ một ngày trước đó thì có tới 56% nhà đầu tư dự đoán như vậy. Khoảng 60% nhà đầu tư nay cũng tin là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 7, tăng hơn gấp đôi so với vào hôm thứ Ba. Sau khi cơ quan thống kê BLS công bố phúc trình vào hôm thứ Tư, Tổng thống Joe Biden đã thừa nhận còn nhiều việc phải làm để giảm giá cả. Phúc trình hôm nay cho thấy lạm phát giảm hơn 60% so với lúc cao nhất, nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm để giảm chi phí cho gia đình lao động cực khổ. Giá cả nhà cửa và chợ búa vẫn đang quá cao, mặc dù giá những món chính trong gia đình như là sữa và trứng hiện thấp hơn cách đây một năm, ông Biden cho biết. Lạm phát Mỹ đã lên cao kỷ lục 9,1% vào năm 2022. Mỹ đòi Trung Quốc phải chịu trách nhiệm nếu Nga thắng Ukraine và Bắc Kinh phản ứng mạnh. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kurt Campbell cảnh báo Mỹ sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Theo hãng tin AFP, lời cảnh báo của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell được đưa ra sau khi Bắc Kinh tuyên bố gia hạn các cam kết hợp tác chung giữa Nga và Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 9 tháng 4. Thứ trưởng Campbell, người vô cùng tâm huyết trong việc điều chỉnh các chính sách của Mỹ đối với châu Á, nói rằng việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Âu là sứ mệnh quan trọng nhất trong lịch sử Mỹ. Ông Campbell cảnh báo việc Moscow giành được quyền kiểm soát khu vực chiến sự ở Ukraine có thể dẫn đến thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu theo nhiều hướng mà họ không thể chấp nhận được. Lời cảnh báo của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Moscow tiếp tục tăng cường tấn công Ukraine và trong khi Quốc hội Mỹ rơi vào bế tắc trong việc phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết thêm Trung Quốc đã cảnh giác trước những thất bại ban đầu của Nga và nỗ lực hỗ trợ Moscow xây dựng lại toàn bộ năng lực chiến đấu sau những thất bại đó. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này nhận định, sau hơn 2 năm chiến sự, Nga gần như đã trang bị lại hoàn toàn quân lực và đang đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với cả Ukraine và khu vực xung quanh. Trước đó, Washington đã nhiều lần đe dọa trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Các quan chức Mỹ cũng tung ra hàng loạt bằng chứng về việc Nga sử dụng vũ khí được chuyển từ Triều Tiên và Iran ngày càng nhiều để thúc đẩy cuộc xung đột. Trong khi đó, cả Triều Tiên và Iran đều là những quốc gia đang phải chịu nhiều lệnh trừng phạt nặng nề từ cộng đồng quốc tế. Tin tặc tuyên bố là đã chiếm giữ dữ liệu của United Health. Một nhóm tin tặc mới mang tên là Ransomhub tuyên bố đã chiếm quyền truy cập vào kho dữ liệu khổng lồ của United Health, công ty bảo hiểm y tế lớn nhất của nước Mỹ. Tuy nhiên hiện chưa thể xác minh tính xác thực của tuyên bố này của RansomHub. Tin tặc đã tấn công UnitedHealth hồi tháng 2 vừa qua, sử dụng mã độc làm tê liệt và đánh cắp các khoản thanh toán bảo hiểm y tế trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Ban đầu nhóm tin tặc BlackHat nhận đã đánh cắp 8 terabyte hồ sơ nhạy cảm, trong đó có dữ liệu bảo hiểm y tế và sức khỏe, nhưng ngay sau đó đã rút lại tuyên bố này. RansomHub cho biết một thành viên cũ bất mãn với BlackHat đã cung cấp dữ liệu cho RansomHub để nhóm này bán lại sau một giao dịch không thành công và các tin tặc của Black Cat đã biến mất cùng 22 triệu đô la Mỹ Bitcoin. Ransom Hub không đưa ra thêm bằng chứng nào để chứng minh tuyên bố trên, cũng như thông tin xác định thành viên Black Cat liên quan vụ việc. Theo một bài đăng trên diễn đàn của tin tặc, Black Cat đã lừa một tin tặc hoặc một nhóm tin tặc là thành viên của nhóm để lấy 22 triệu đô la Mỹ là khoản tiền chuột mà United Health đã trả để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu sau khi lấy tiền Black Cat đã biến mất đánh lừa là đã bị bắt giữ United Health chưa đưa ra tuyên bố nào liên quan việc có trả tiền cho tin tặc hay không đồng thời cho biết đang tiếp tục làm việc với nhà chức trách để giải quyết các sắc rối liên quan đến vụ việc ông Darren Williams là giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Blackford cho biết gần đây có một số băng nhóm đưa ra tuyên bố giả mạo để phô trương thanh thế theo ông rất có thể tuyên bố của ransom hub không đúng sự thật Mỹ tuyên bố sẽ có thêm các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo thường kỳ tại tòa Bạch Ốc ngày 9 tháng 4, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jack Sullivan thông báo sẽ có thêm các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông sau khi Washington tập trận với Úc, Philippines và Nhật Bản ở Biển Đông tuần trước. Hôm 7 tháng 4, tàu chiến của Mỹ, Nhật, Úc, Philippines đã tham gia một cuộc tập trận chung ở Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng Trung Quốc và Philippines gia tăng trong thời gian qua. Với các vấn đề như là va chạm tàu và phun vòi rồng, thông tin được ông Jack Sullivan đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Nhật, Philippines và cuối tuần này. Theo hãng tin Reuters, tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến gặp thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại Washington vào ngày 10 tháng 4. Họ sẽ gặp tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr vào ngày 11 tháng 4 để thảo luận về các vấn đề trên biển Đông. Ông Sullivan cũng cho biết, Washington và các đối tác Úc, Anh sẽ xem xét khả năng để Nhật Bản tham gia vào trụ cột số 2 của thỏa thuận AUKUS, tập trung vào hợp tác liên quan đến công nghệ tiên tiến như là trí tuệ nhân tạo, công nghệ mạng, công nghệ lượng tử, vân vân. Việc này sẽ được bàn đến trong cuộc gặp giữa ông Biden và ông Kishida. Tung tin nhắn đa dọa cử tri da đen, giới chức đảng Cộng hòa đã phải nộp phạt 1,25 triệu đô la Mỹ. Bộ Tư pháp New York hôm thứ Ba ngày 9 tháng 4 cho biết hai giới chức đảng Cộng hòa đạt thỏa thuận nộp phạt 1,25 triệu đô la Mỹ để dàn xếp tội phát động chiến dịch tung tin nhắn tự động hàng loạt, đe dọa cử tri da đen đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử 2020. Theo Reuters, bị cáo Jacob Wu là cựu luật sư và giới chức vận động tranh cử của đảng Cộng hòa và ông Jack Bergman, nhà hoạt động chính trị trên mạng và ủng hộ viên của cựu tổng thống Donald Trump, hồi tháng 3 2023 Bị tòa liên bang tại New York buộc tội vì gửi những tin nhắn sai trái và đe dọa nhằm ngăn cản cử tri da đen đi bỏ phiếu. Vào mùa hè năm 2020, hai nhà hoạt động Đảng Cộng hòa này đã tung ra các tin nhắn tự động hàng loạt tuyên bố rằng việc bỏ phiếu qua thư khiến cho chính quyền sẽ theo dõi những ai chưa thanh toán giấy phạt, trả nợ thẻ tín dụng và bắt buộc chích ngừa theo thông báo. Tin nhắn tự động hàng loạt của hai người này hồi năm 2020 cũng được tung ra ở Cleveland, Ohio. Minneapolis ở Minnesota, Chicago, các thành phố Pittsburgh và Philadelphia của Pennsylvania, Detroit và Arlington, Virginia, theo hồ sơ tòa liên bang ở Manhattan. Bị cáo Bergman, luật sư và là thành viên của đảng Cộng hòa ở Washington đã bị tòa kháng án DC tước giấy phép hành nghề luật vào tháng 3 vừa qua. Ông Bergman và ông Wall đã nhận tội gian lận viễn thông ở Ohio vào tháng 10 2022 vì tung tin nhắn tự động hàng loạt để đa dọa cử tri gia đen bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Cả hai bị kết án 2 năm quản chế, mỗi người bị phạt 2.500 đô la và 500 giờ phục vụ cộng đồng. Vào tháng 6-2023, năm Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC phạt hai ông Berman và ông Wall 5,1 triệu đô la Mỹ vì thực hiện việc tung các cuộc gọi điện thoại tự động bất hợp pháp vào tháng 8 và tháng 9-2020. Luật sư Davis Ward đại diện cho hai bị cáo cho biết thân chủ rất vui mừng khi đạt được thỏa thuận dàn xếp và gác lại vụ này để tập trung chăm sóc gia đình và tìm kiếm công ăn việc làm. Mỹ bán khẩn cấp phụ tùng hỏa tiễn 138 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn thuận bán khẩn cấp phụ tùng tổng cộng 138 triệu đô la Mỹ cho hệ thống hỏa tiễn hốt của Ukraine. Theo AP, Bộ Ngoại giao loan báo thông tin này vào thứ Ba ngày 9 tháng 4 cho hay là Ukraine đang rất cần phụ tùng để bảo đảm hệ thống hỏa tiễn hốt sử dụng được. Vào tháng trước, Bộ Quốc phòng cũng công bố viện trợ đạn dược 300 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Cả Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Quốc phòng đều đang tìm cách tiếp tục viện trợ Ukraine, trong khi dự luật viện trợ Ukraine 60 tỷ đô la Mỹ vẫn bế tắc ở Quốc hội. Hốt là hệ thống hỏa tiễn địa đối không tầm trung để phòng không, vốn là một trong những nhu cầu an ninh hàng đầu của Ukraine. Ukraine đang rất cần tăng cường năng lực phòng thủ trước những trận không kích của Nga. Bộ Ngoại giao cho hay trong thông báo, bảo trì và giữ vững hệ thống hỏa tiễn hốt sẽ giúp Ukraine tăng cường năng lực bảo vệ người dân cũng như cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trong buổi điều trần trước Quốc hội vào hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, nước không hỗ trợ, Mỹ sẽ bị rủi ro để Ukraine rơi vô tay Nga. Ukraine nếu thất thủ có thể gây nguy hiểm cho các quốc gia thành viên NATO ở Baltic là láng giềng của nước này và có thể lôi kéo lính Mỹ vô cuộc chiến lâu dài ở Âu châu. Ngoại trưởng Anh David Cameron đã xác nhận rằng việc bán vũ khí của anh cho Israel sẽ không bị đình chỉ. Theo BBC News, sau cuộc không kích giết chết các nhân viên cứu trợ và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza, thông báo này được đưa ra khi áp lực ngày càng gia tăng lên các chính phủ về việc buôn bán vũ khí với Israel các bộ trưởng đã được hỏi liệu cơ quan tư vấn pháp lý có coi israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế hay không nếu chứng minh là có có thể cấm việc bán vũ khí từ vương quốc anh vào thứ ba tại cuộc họp báo của bộ ngoại giao ở washington bộ trưởng cameron xác nhận hiện ông đã xem xét lời khuyên gần đây nhất về hành vi của israel và nói rằng đánh giá mới nhất khiến quan điểm của chúng tôi về giấy phép xuất khẩu vũ khí không thay đổi Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục có những lo ngại nghiêm trọng xung quanh vấn đề tiếp cận nhân đạo ở Gaza cả trong giai đoạn được đánh giá và sau đó. Ông Cameron nói thêm, cho đến nay không có quốc gia nào có cùng quan điểm đưa ra quyết định đình chỉ giấy phép xuất khẩu vũ khí hiện có sang Israel. Và tôi muốn nói thêm rằng, Israel vẫn là đối tác an ninh phòng thủ quan trọng của Anh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết Mỹ chưa được Israel cho biết ngày cụ thể về việc đa dọa tấn công trên bộ vào thành phố Rafah. Chính quyền ông Biden đã nhiều lần tuyên bố phản đối một cuộc tấn công toàn diện vào thành phố nơi có 1,4 triệu người Palestine phải di dời. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã ấn định ngày cho chiến dịch nhưng chưa nói rõ chính xác là khi nào. Israel cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào bốn tiểu đoàn Hamas vẫn còn ở Rafah. Singapore quá đắt đỏ, nhiều công ty nước ngoài chuyển tới Thái Lan và Malaysia. Theo tạp chí Nikkei Asia, nhiều doanh nghiệp châu Âu và Nhật Bản đang cân nhắc chuyển trụ sở hoặc một phần hoạt động khỏi Singapore vì lo ngại chi phí quá cao. Theo đó, ngân sách đề xuất năm tài khoá 2024 của Malaysia bao gồm các ưu đãi thuế, trung tâm dịch vụ toàn cầu, cho việc đặt trụ sở khu vực ở quốc gia này, bao gồm mức ưu đãi thuế thu nhập 5-10% lên đến 10 năm. Bên cạnh Malaysia, Thái Lan cũng là ứng viên hàng đầu trong việc thu hút trụ sở của các doanh nghiệp. Chính phủ Thái Lan cũng đang nỗ lực thu hút các công ty đa quốc gia thông qua các ưu đãi về thuế. Theo khảo sát do tổ chức ngoại thương Nhật Bản JETRO công bố hồi tháng 3 năm 2024, trong số các công ty Nhật Bản đặt trụ sở tại Singapore, 31% cho biết họ đã chuyển một phần hoạt động sang quốc gia khác hoặc đang cân nhắc thực hiện điều đó. Tỷ lệ này tăng đáng kể so với 7,4% trong khảo sát của năm tài chính 2019. Thái Lan là điểm đến phổ biến nhất khi được 19 doanh nghiệp Nhật Bản đã chuyển hoặc đang cân nhắc chuyển các hoạt động ra khỏi Singapore, lựa chọn. Malaysia đứng thứ hai với 5 doanh nghiệp. Theo Nikkei Asia, không chỉ các công ty Nhật Bản bày tỏ lo ngại vì chi phí ngày càng gia tăng của Singapore. Trong một cuộc khảo sát năm 2023 của Phòng Thương mại châu Âu tại Singapore, 69% trong số các phản hồi cho biết họ sẵn sàng chuyển một số nhân sự đi do chi phí hoạt động ngày càng tăng. Tuy nhiên, Nikkei Asia nhận định Singapore vẫn có lợi thế về vị trí, trình độ ngoại ngữ và các dịch vụ tài chính. Vì vậy, khó có khả năng đảo quốc này đánh mất vị thế là địa điểm hàng đầu cho các doanh nghiệp đặt trụ sở trong khu vực Đông Nam Á. 15 thành phố ở Mỹ mà có giá nhà dưới 200.000 đô la Mỹ. Theo Business Insider, Hiệp hội Môi giới Địa ốc Quốc gia NAR, giá nhà biệt lập sẵn có ở hơn 85% thị trường mà tổ chức này theo dõi đã tiếp tục tăng từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo đó, giá bán trung vị, tức là median, của những căn nhà biệt lập sẵn có ở Mỹ hiện là 384.500 đô la Mỹ, Hiệp hội Môi giới Địa ốc NAR đã công bố một báo cáo vào tháng 2 theo dõi giá bán trung vị của những căn nhà biệt lập hiện có ở các thành phố trên toàn nước Mỹ. Mặc dù các thành phố trong danh sách này có thể ít được biết đến hơn các thành phố lớn như là New York và Los Angeles, nhưng chúng cũng có giá cả phải chăng hơn và mang lại cảm giác như một thành phố nhỏ hơn với dân số dưới 400.000 cư dân. Sau đây là 15 thành phố mà có thể mua được nhà biệt lập với giá dưới 200.000 đô la. Theo thứ tự từ rẻ nhất cho đến cao nhất, đứng thứ nhất và rẻ nhất trong danh sách này là Charleston của tiểu bang West Virginia, giá nhà trung vị tại đây là 177.300 đô la, còn giá nhà trung vị của tiểu bang này là 145.800 đô la. Thứ hai là Canton, Massillon của tiểu bang Ohio, thứ ba là Joplin của tiểu bang Missouri, thứ tư là Akron của tiểu bang Ohio, thứ năm là Aniston, Oxford, tiểu bang Alabama. Thứ sáu là South Bend, Mishawaka, Indiana, Michigan. Thứ bảy là Cleveland, Elyria, tiểu bang Ohio. Thứ tám là Topeka, tiểu bang Kansas. Thứ chín là Montgomery, tiểu bang Alabama. Thứ mười là Owensboro, Kentucky. Thứ mười một là Urbana, Champaign, Illinois. Tiếp theo là Jackson, tiểu bang Missouri. Wichita Falls, tiểu bang Texas. Kentucky, tiểu bang Illinois và cuối cùng là Beaumont, Port Arthur, tiểu bang Texas, với giá nhà trung vị tại đây là 199.400 đô la và giá nhà trung vị của tiểu bang này là 238.000 đô la. Ba người tử vong do dùng men gạo đỏ có bệnh nền ung thư Thông tin được nêu trong hợp báo giữa Bộ Y tế và Hiệp hội Thận học Nhật Bản hôm 9 tháng 3. Giới chức thông báo ba người tử vong còn có các bệnh nền là tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và thấp khớp trong khi tiền sử bệnh lý của hai người tử vong còn lại chưa được xác định. Có ba phụ nữ và hai nam giới, trong đó ba người ở độ tuổi 70, một người trong độ tuổi 90 và một người không rõ tuổi đã tử vong sau khi sử dụng các sản phẩm có chứa Benikoji, là men gạo đỏ của hãng dược Kobayashi có trụ sở tại Osaka. Tính đến ngày 8 tháng 4, số người đến khám tại các cơ sở y tế sau khi sử dụng sản phẩm bổ sung men gạo đỏ là 1.251 người, trong đó 216 trường hợp phải nhập viện điều trị. 59.000 người đã liên lạc với Kobayashi để hỏi các vấn đề liên quan men gạo đỏ. Hiện chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc. Một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Thận học Nhật Bản cho thấy phần lớn bệnh nhân gặp các vấn đề về sức khỏe sau khi dùng thực phẩm chức năng này để đến bệnh viện vào tháng 12-2023 hoặc sau đó. Các bệnh nhân có triệu chứng như là mệt mỏi, chán ăn, nước tiểu bất thường và khó chịu ở bụng, Chủ tịch Hiệp hội Thận học Nhật Bản Masomi Nagaku cho biết, phần lớn các khách hàng có xu hướng hồi phục sau khi ngừng sử dụng loại thực phẩm chức năng này, nhưng đã có những trường hợp mắc bệnh thận không có triệu chứng. Do đó, ông khuyến cáo cần đến các cơ sở y tế để kiểm tra ngay khi cảm thấy sức khỏe có vấn đề. Kobayashi ra mắt sản phẩm Benikoji Coles Health vào tháng 2 2021, bán được khoảng 1 triệu gói vào cuối tháng 2 năm nay nhiều người dùng đã phát triển bệnh thận một thời gian sau đó. Mới đây, hãng Kobayashi cho biết đã phát hiện axit puberulic là một hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ nấm mốc xanh trong thành phần sản xuất Benikoji. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, đây là chất kháng khuẩn và chống sốt rác mạnh có thể gây độc tố cho người sử dụng. Đà Nẵng được Michelin gai thêm vào danh mục điểm đến ẩm thực Giám đốc quốc tế của Michelin Guide là ông Wando cho biết Đà Nẵng là thành phố tiếp theo được thêm vào danh mục Điểm đến ẩm thực của Michelin Guide. Đây là thành phố thứ ba của Việt Nam được đội ngũ thẩm định viên của Michelin Guide tại Việt Nam đánh giá sau hai điểm đến được công bố vào năm 2023 là Hà Nội và Sài Gòn. Ông Wando Palenak nói rằng việc Đà Nẵng gia nhập vào gia đình Michelin Guide là minh chứng cho thấy sự sôi động và chất lượng của ẩm thực Việt Nam Đi cùng với đó là lịch sử phong phú và hương vị đặc trưng với món ăn của từng vùng miền. Theo đại diện Michelin Guide, các thẩm định viên ẩn danh đã bắt đầu hành trình đánh giá của mình. Chúng tôi rất tự hào khi có thể công bố danh sách tuyển chọn các cơ sở ăn uống với thực khách Việt, sành ăn cùng cộng đồng du khách và những người đam mê ẩm thực quốc tế vào tháng 6 tới đây, ông Quando Polanac nói. Là điểm đến du lịch nổi tiếng được công nhận khắp toàn cầu, Đà Nẵng được ví như là thiên đường với những ai thích ăn uống. Trung tâm ẩm thực đại diện cho tinh hoa văn hóa miền Trung đã gây ấn tượng sâu sắc với các thẩm định viên ẩn danh của Michelin Guide bằng chất lượng món ăn xuất sắc và di sản ẩm thực phong phú từ mì quảng, bún chả cá, bánh xèo trứ danh, vô vàn món hải sản tươi ngon tại các nhà hàng cho đến những quán ăn đường phố đặc sắc không thể bỏ lỡ. Các thẩm định viên đã rất thích thú khi ngồi bên lề đường và thưởng thức những viên ngọc quý của ẩm thực chẳng hạn như một bát cháo vịt. Bên cạnh đặc sản và quán ăn đường phố quen thuộc, Đà Nẵng còn mang đến cho thực khách nền ẩm thực cao cấp cuốn hút, đa dạng trong phương pháp chế biến. Những món ăn do các bậc thầy nấu của địa phương vốn đã quen thuộc với việc sáng tạo nguyên liệu đặc trưng vùng miền. Danh sách nhà hàng của Michelin Guide Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng 2024 sẽ được công bố tại một sự kiện đặc biệt trong tháng 6 tới đây. người dân Nha Trang tẩy chay cơm gà và thịt gà sau hàng loạt vụ ngộ độc. Không chỉ các tiệm cơm gà đóng cửa vì vắng khách, sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm nghi là do gà xảy ra liên tiếp ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến cho người dân e ngại và tẩy chay luôn thịt gà. Báo tuổi trẻ hôm 10 tháng 4 ghi nhận, nhiều tiệm bán cơm gà, món ăn chế biến từ gà tại thành phố Nha Trang đã phải đóng cửa vì vắng khách. Cô Nguyễn Thị Thái Thoan, chủ quán cơm gà Úc ở đường Gia Sinh, Nha Trang xác nhận cho biết gần đây hay xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm nên khách hàng họ ngại ăn uống, có mở ra cũng ế, vậy nên quán tôi phải tạm đóng cửa khi nào êm êm, tình hình ổn định sẽ mở cửa lại phục vụ cho khách. Theo chủ quán cơm gà 78 ở đường Lê Đại Hành, mấy hôm nay chỉ nghe thông báo từ phường là sẽ có đoàn kiểm tra liên ngành đến để khảo sát. Tuy nhiên hai ngày nay thì vẫn chưa thấy ai đến để kiểm tra. Trong khi đó, một số quầy hàng bán gà và vịt tươi sống cũng bị vả lây. Theo các tiểu thương bán gà tại chợ xóm mới, trước đây mỗi quầy hàng bán trên dưới 20 con gà một ngày. Nhưng kể từ khi xảy ra các vụ ngộ độc nghi là do ăn món làm từ thịt gà, thì chỉ bán được một đến hai con một ngày, thậm chí có ngày không ai hỏi mua. Nói với báo tuổi trẻ, bà Nguyễn Thị Cúc, trưởng ban quản lý chợ xóm mới cho hay, tại chợ có bốn tiểu thương bán gà, vịt tươi sống giết mổ, nhưng qua những vụ ngộ độc thực phẩm gần đây thì nay họ buôn bán không điều đặn, lượng gà cắt quầy nhập vào giảm gần 60%. Tại chợ, ban quản lý sẽ luôn kiểm tra đóng dấu kiểm định. Vì vậy, những tiểu thương tại chợ rất mong là người tiêu dùng hãy an tâm mua thịt gà về để dùng. Bà Cúc thông qua báo đài kêu gọi. Cũng theo bà Cúc, ban quản lý chợ chỉ kiểm tra và bảo đảm phẩm chất hàng hóa bên trong chợ, còn bên ngoài các chợ tự phát ở các tuyến đường những quầy hàng tại đây do địa phương quản lý về phẩm chất tương tự tại chợ đầm nha trang chỉ có vài tiểu thương bán gà vịt tươi sống chủ yếu là gà còn sống vì không có người mua các tiểu thương tạm thời đóng gian hàng chờ thị trường ổn định các tiểu thương buôn bán gà sống và thịt gà trong các chợ ở nha trang mong muốn cơ quan hữu trách cần sớm xác định nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm xem có phải là do gà sản phẩm từ gà hay không nguồn gốc xuất xứ như thế nào và công bố công khai cho người dân được biết để hiểu và không để tình trạng tẩy chay oan cho gà và vịt tươi sống. Từ đầy một tháng qua, hàng trăm người trong đó có nhiều học sinh ở tỉnh Khánh Hòa phải nhập viện do liên quan đến các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến thịt gà. Theo báo VN Express, gần nhất là chiều ngày 9 tháng 4, 28 học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học, cơ sở ở thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa bị nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, nghi là do ăn cơm có thịt gà bán rong trước trường phải đưa vào cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Khánh Sơn. Pháp sẽ đóng cửa thành phố Paris trước Thế vận hội. Các khu vực rộng lớn ở trung tâm Paris sẽ cấm hầu hết người dân một tuần trước Thế vận hội. Phương tiện giao thông chỉ được phép qua sông Sen tại bốn địa điểm. Bộ trưởng Nội vụ Gerald Damenin cho biết vào ngày 9 tháng 4 rằng trong tuần trước lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024, cảnh sát sẽ thiết lập một khu vực chống khủng bố rộng lớn trải dài dọc theo sông Seine nơi tổ chức lễ khai mạc. Khoảng 20.000 ngôi nhà nằm trong khu vực này và bất kỳ ai mà muốn vào khu vực này, bao gồm cả công nhân hoặc khách du lịch đặt phòng khách sạn hoặc căn hộ, sẽ phải đăng ký trước trên trang web của chính phủ để lấy mã QR từ ngày 10 tháng 5. Bộ trưởng Damenin nói người dân Paris sẽ có 5 lối đi qua Paris trong tuần chuẩn bị cho lễ khai mạc, một cây cầu dành cho người đi bộ và bốn cây cầu dành cho người đi bộ và phương tiện giao thông. Việc đóng cửa nhấn mạnh quy mô và thách thức an ninh do lễ khai mạc sẽ chứng kiến các đội tham dự diễu hành trên đoạn sông dài 6 km. Trên hơn 100 chiếc thuyền, việc băng qua thủ đô bằng hệ thống tàu điện ngầm vẫn có thể thực hiện nhưng khoảng 15 ga trong khu vực chống khủng bố sẽ bị đóng cửa. Khu vực an ninh cao sẽ thu hẹp lại sau lễ khai mạc đối với các khu vực lân cận các địa điểm thể thao rải rác xung quanh thủ đô. Dự kiến là sẽ có 326.000 khán giả đến chứng kiến buổi lễ bằng vé, trong khi có tới 200.000 người khác sẽ theo dõi từ những ngôi nhà nhìn ra sông Sen hoặc từ những chiếc thuyền của dân ở trên sông. Các căn hộ nhìn ra sông được coi là mối đe dọa an ninh lớn. Pháp đang ở mức cảnh báo khủng bố cao nhất sau vụ tấn công do nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Moscow hồi tháng trước. Robot tiết lộ hình ảnh mới nhất trong nhà máy hạt nhân Fukushima. Nhiều robot đã được đưa đến Fukushima trong những năm qua, nhưng rất ít robot có thể trở ra, khiến nơi đây được gọi là nghĩa địa robot. 13 năm sau thảm họa kép động đất, sóng thần làm rung chuyển nhà máy Fukushima Daiichi của Nhật Bản và gây rò rỉ phóng xạ trong khu vực các hoạt động dọn dẹp ở đây vẫn được tiến hành. Theo trang IFL Science ngày 9 tháng 4, tháng trước công ty điện lực Tokyo TEPCO đã thực hiện cuộc điều tra nội bộ mới nhất về lò phản ứng số 1, nơi xảy ra vấn đề nghiêm trọng nhất trong thảm họa ngày 11 tháng 3 2011. Sóng thần đã làm ngập các máy phát điện dự phòng, ngắt điện máy bơm, làm mát lõi lò phản ứng nơi đây. Nhiệt độ tăng cao khiến cho lò phản ứng số 1 tan chảy, phóng ra lượng phóng xạ nguy hiểm ra môi trường xung quanh, trong nỗ lực mới nhất để dọn dẹp khu vực, TEPCO đã cử con robot thăm dò vào bên trong lò phản ứng số 1 để kiểm tra lõi và nhiên liệu hạt nhân tan chảy của nó. Các con robot đã chụp được ảnh, các chất kết dính giống băng và các vật thể vón cục trên tường của khu vực sâu bên trong lò phản ứng. Những thứ bất thường này có thể là sản phẩm của nhiên liệu hay là thiết bị bị tan chảy đã cứng trở lại sau khi nguội đi, và TEPCO đã thu được những thông tin rất hữu ích. Không chỉ lò phản ứng số 1 mà tổng cộng 3 lò phản ứng đã bị ảnh hưởng. Việc dọn dẹp nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã đạt được bước tiến lớn trong năm 2023 khi cuối cùng họ cũng đã xả nước thải qua xử lý từ thảm họa hạt nhân vào Thái Bình Dương, một cột mốc quan trọng trong quá trình dọn dẹp. Tuy nhiên, thép cô cũng đã gặp không ít khó khăn khi nhiều con robot đã được cử vào trong nhà máy nhưng có rất ít con robot có thể trở ra do bị hỏng hóc bên trong khu vực nhiễm phóng xạ. Năm 2017, tàn tích Fukushima đã được mệnh danh là nghĩa địa robot. Tepco cho biết phải mất 30 đến 40 năm để dọn dẹp sạch nhà máy. Sau nhiều người cho rằng công ty quá lạc quan khi đưa ra con số này. Bị kết án tù vì nuôi 159 con mèo và 7 con chó trong chung cư. Một phụ nữ Pháp 68 tuổi đã bị kết án một năm tù treo vì nuôi 159 con mèo và 7 con chó trong căn hộ chung cư chỉ có rộng 80m2 không chịu nổi sự bừa bãi, bẩn thiểu do đàn thú cưng khổng lồ của người phụ nữ giấu tên gây ra. Nhiều hộ dân trong tòa chung cư ở Nice cãi nhau với bà này cùng người bạn trai 52 tuổi của bà. Cuối cùng thì khi hai bên không thể thỏa hiệp, hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát và chính cảnh sát cũng phải sốc vì tình trạng trong căn hộ của người phụ nữ. Theo truyền thông địa phương, căn hộ này ngập phân động vật, ngoài hơn 150 con mèo và 7 con chó sống trong nhà, còn có ít nhất là hai con mèo và hai con chó chết trong phòng tắm. Tuy nhiên nhiều con vật còn sống cũng bị mất nước, suy dinh dưỡng hoặc là bị nhiễm ký sinh trùng. Người phụ nữ 68 tuổi này sau đó thừa nhận là bà đã không chăm sóc tốt đám thú cưng, nhưng khẳng định chúng là tình yêu của cuộc đời mình. Người phụ nữ cao tuổi khai với nhân viên điều tra rằng, mọi chuyện bắt đầu từ năm 2018, khi bà nhận nuôi ba con mèo và ba con chó của bố mẹ. Chẳng bao lâu sau thì bà lại giải cứu thêm khoảng 30 con mèo hoang nữa. Theo thời gian thì lũ mèo dần dần sinh sản, phát triển thành đàn lớn. Tới cuối năm ngoái, khi cảnh sát đột nhập vào căn hộ, tổng số mèo của người phụ nữ nuôi đã lên tới 159 con. Khi được hỏi tại sao vẫn cố giữ đàn mèo dù không thể chăm sóc đúng cách cho chúng, người phụ nữ 68 tuổi cho biết bà sẽ cảm thấy ái náy nếu bỏ rơi chúng. Sau khi kiểm tra tâm thần, người phụ nữ được chẩn đoán mắc hội chứng NOA là nhu cầu tâm lý chăm sóc, giải cứu động vật ngay cả khi không có khả năng. Để ngăn người phụ nữ này không trở thành nạn nhân của căn bệnh này, Thẩm phán ban hành lệnh cấm bà này nuôi thú cưng vĩnh viễn. Đồng thời, người phụ nữ và bạn trai còn phải trả hơn 160.000 đô la Mỹ cho các tổ chức từ thiện về quyền động vật và các tổ chức dân sự khác. Trong phần thông tin sức khỏe hôm nay là về trái nho. Trái nho là trái cây tốt nhất cho người bệnh tiểu đường. Nho chứa các hợp chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa, kiểm soát bệnh tiểu đường và biến chứng liên quan, tốt cho mắt và tim mạch một cốc nho khoảng 340 g có 62 calo, 16 g carbohydrate, 15 g đường, 13 mg canxi, 176 g kali, 5 mg vitamin E cùng nhiều chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng khác mà có lợi cho tim, mắt, da, ruột. Người bệnh tiểu đường thường xuyên ăn nho có lợi cho sức khỏe. Thứ nhất là giảm nguy cơ mắc bệnh. Phân tích tổng hợp năm 2013 của Đại học Cambridge của Anh và một số đơn vị Dựa trên ba nghiên cứu, hơn 187.000 người tham gia cho thấy ăn các loại quả như là nho, táo, việt quất giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, nên ăn nho nguyên quả và tránh nước ép vì tiêu thụ nhiều đồ uống này khiến cho khả năng mắc bệnh tiểu đường tăng lên. Theo đánh giá năm 2021 của Đại học Khoa học Y tế Tehran, Iran cùng một số đơn vị, dựa vào 29 nghiên cứu trên gần 1.300 người tham gia Ăn nho và các sản phẩm bổ sung từ nho làm giảm tình trạng kháng insulin. Điều này có lợi cho người bị tiểu đường vì kháng insulin thường gặp ở người bị bệnh này. Thứ hai là kiểm soát biến chứng. Theo đánh giá năm 2014 của Đại học Allahabad của Ấn Độ, dựa trên 71 nghiên cứu, các polyphenol trong nho đỏ như là quercetin, mericetin, resveratrol và chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường. Chúng cũng hỗ trợ ngăn biến chứng liên quan như là bệnh thần kinh, bệnh võng mạc tiểu đường. Bệnh thần kinh tiểu đường là tổn thương dây thần kinh ở các chi do biến chứng tiểu đường gây ra. Đường huyết cao liên tục có thể làm tổn thương mắt dẫn đến bệnh võng mạc tiểu đường. Thứ ba là tốt cho mắt. Người bệnh tiểu đường có nhiều khả năng gặp các biến chứng về mắt. Ăn nho thường xuyên tốt cho thị lực. Theo nghiên cứu năm 2023 của Đại học Quốc gia Singapore, 34 người lớn tuổi ăn 46 gram nho mỗi ngày trong 16 tuần cải thiện sức khỏe mắt. Điều này có thể do ăn nhiều nho làm gia tăng tổng khả năng chống oxy hóa trong huyết tương, tăng mật độ quan học sắc tố của điểm vàng, giúp kiểm soát suy giảm thị lực. Đánh giá năm 2016 của Đại học Concord Nam Hàn dựa trên 61 nghiên cứu cho thấy polyphenol trong nho có khả năng giảm các khuyết tật về mắt, gồm suy thoái điểm vàng, mắt đỏ, hình thành đột thủy tinh thể, bệnh võng mạc tiểu đường. Thứ tư là có lợi cho tim. Theo đánh giá năm 2014 của Đại học Trung tâm Michigan của Mỹ, dựa trên 52 nghiên cứu, các flavonoid, chất chuyển hóa trung gian của thực vật trong nho tốt cho tim mạch. Ăn nho và các loại quả mọng khác thường xuyên mang lại các lợi ích bảo vệ sức khỏe tim liên quan đến tiểu cầu máu, cholesterol, căng thẳng oxy hóa, mạch máu, huyết áp và viêm. Nho là thực phẩm lành mạnh cho tim mà người tiểu đường nên bổ sung vào chế độ ăn uống vì người bệnh này có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn bình thường. Phần thông tin về sức khỏe cũng đã kết thúc bản tin thế giới này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi bản tin Canada được cập nhật mới hàng ngày trên kênh Culture Channel. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới xin kính chúc quý vị một đêm an lành và một ngày mới nhiều sức khỏe hoàng anh kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại